gần 30 năm bén duyên với khuyến nông. Cũng là từng ấy thời gian ông Nguyễn Quang Trung lo nỗi lo của bà con, vui niềm vui của bà con. Đến với khuyến nông khi còn là một thanh niên trẻ tuổi với vai trò một khuyến nông viên. Nay khi đã có tuổi, giữ chức vụ trạm trưởng một trạm khuyến nông, ông vẫn đau đáu về những nỗi lo mùa vụ, cuộc sống của những người đồng nghiệp thế hệ khuyến nông kế cận. Sau gần 30 năm, ông vẫn mong mỏi một điều duy nhất, anh em khuyến nông giữ được lửa nghề, đồng hành với bà con để cùng đội nắng thắng mưa, mang về những vụ thu hoạch thắng lợi. Trong chương trình Chân Dung Khuyến Nông ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Quang Trung, người thuyền trưởng của trạm khuyến nông Kiến Thụy, Hải Phòng. Miền Bắc vào chính đông, nhiệt độ luôn ở mức rét đậm rét hại. Đây cũng là thời điểm bà con nông dân nhiều tỉnh thành chuẩn bị bước vào vụ lúa đông xuân. Và đây cũng là lúc mà những cán bộ khuyến nông như ông Trung lo lắng nhất. Nếu khâu chuẩn bị của địa phương không tốt, thì bà con khó có thể có một vụ mùa năng suất. Ông Trung chia sẻ, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, con người rét bao nhiêu, thì mạ ngoài đồng cũng vậy. Chừng nào mạ ngoài đồng của bà con chưa cấy hết, nước tưới về vẫn chưa đủ, thì những người làm khuyến nông như ông vẫn chưa thể ăn ngon ngủ yên. Trong cái giai đoạn thời tiết hiện nay thì tình hình rét đậm, rét hại vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp. Và đặc biệt nữa là cái nước đầu nguồn và theo cái lịch khuyến cáo bà con là khi nước đã về rồi, bơm lên ruộng rồi thì bà con tranh thủ ra đồng cái ruộng của mình để đắp lại, chỉnh trang lại bờ vùng bờ thửa. Làm sao mà đảm bảo được cái công tác giữ nước được tốt nhất, không để không bị ảnh hưởng trong cái lúc mà thời vụ đang cấp bách như này. Chứ nếu mà chúng ta không chỉnh trang cái bờ lộng thì nước bơm lên xong khi đó chúng ta lồng đi rồi là một hai hôm lại nước lại chảy đi hết. Trong cái giai đoạn hiện nay, cái năm 2024 này rất khắc nghiệt về nước. Thì mấy ngày hôm nay thì nước sông đổ về thì bên khuyến nông thủy lông người ta cũng rất là sát sao. Về cùng với anh cán bộ kỹ thuật ở bên khuyến nông, nhất trong ngày rét đậm rét hại này thì hầu hết ngày nào các anh cũng có mặt trên cánh đồng cùng với bà con nông dân, hướng dẫn bà con nông dân rồi che phủ ni lông cho những trà mạ mới và hướng dẫn bà con nông dân để bỏ những ni lông ra những cái trà mạ mà chuẩn bị ra đưa ra ngoài đồng. Tại địa phương, việc ông Trung sắn quần lội ruộng lo mùa vụ của gia đình mình và của bà con đã không còn quá xa lạ. Ông chia sẻ, đồng hành cùng bà con những ngày này mệt đương nhiên là có mệt, thế nhưng đó cũng là một phần cuộc sống của ông, nơi ông tìm thấy niềm vui, nhớ về những ngày tháng thanh xuân của tuổi trẻ hồi mới vào nghề. Đoạn đó tôi làm khuyến nông viên thì hẳn còn là một cán bộ khuyến nông phụ trách từ 2 đến 3 xã, thậm chí đến 4 xã và chuyên môn. Thì giai đoạn đó thì anh em khuyến nông còn rất là nghèo chung với bà con nông dân, nghèo chung với tỉnh xã hội thì hầu như anh em vẫn còn đi xe đạp đấy, chứ không có xe máy. Ngày nắng ngày mưa đi xuống cơ sở, mà muốn cơ sở cách nhau khoảng độ 6-7 cây, thậm chí có cơ sở cách nhau chục cây. Cái thời gian đó thì cũng không làm anh em nòng nhiệt tình cố gắng bám sát cơ sở, gắn bó với ruộng đồng nông nghiệp từ nhỏ. Bén duyên với khuyến nông cũng ngót 30 năm, nay cũng đã đứng tuổi. Ông Trung chia sẻ, trong lĩnh vực khuyến nông bấy nhiêu năm, số lượng người đến người đi có lẽ không đếm xuể. Có người đi vì đồng lương khuyến nông ít ỏi, cũng có người đi vì không chịu nổi nỗi vất vả một nắng hai sương. Thế nhưng sau bao năm, ông vẫn ở đây để đồng hành cùng với người dân. Với ông, có một cái duyên nào đó với bà con. Nếu đi xa, làm công việc khác khiến ông không đành lòng. Bao nhiêu trăn trở với nghề, với bà con ông làm vẫn chưa xong. Với cái tinh thần làm công việc với hăng say ấy, và thấy mình ấy có một cái gì đó là gần gũi, gắn bó và cũng là như là bà con nông dân, thì đã thôi thúc cá nhân tôi cũng như là anh em là đã gắn bó trong công tác để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của đơn vị, cũng như là những cái sự còn mong mỏi thiếu thốn về khoa học kỹ thuật cũng như là các cái vấn đề về tư vấn cơ chế chính sách về thị trường vân vân cho bà con nông dân.
gắn bó với người dân gần 30 năm. Thế nhưng kỷ niệm những ngày đầu chân ướt chân ráo vào nghề, ông Trung vẫn không thể nào quên. Kỷ niệm vui có, buồn có, và cả những kỷ niệm giờ khóc giờ cười cũng không ít. Nhưng với ông, đó vẫn mãi là những kỷ niệm đẹp. Thực ra là làm cán bộ khuyến nông ấy, thì nói về kỷ niệm thì nó nhiều lắm. Nghĩ là tôi có một cái kỷ niệm cũng rất là nho nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là niềm vui, là cái buổi mà mình chuyển giao khoa học kỹ thuật tập huấn ấy, gọi là tập huấn cho bà con nông dân. Thì lúc đấy thì mình cũng mới là một cán bộ trẻ, anh em mới ra trường thì mới là lý thuyết, bà con thì lại là người thực hành sản xuất, thì bà con lại giỏi hơn mình rất là nhiều. Cái buổi tập huấn đó và đứng trước những các bác là lão nông tri điền, mình rất là bối rối, rất là hồi hộp, run, không như là mình theo cái nội dung bài giảng, và nó bị bối rối thì mình lại nói những cái đáng nhẽ nói trước thì lại đi nói sau. Kỷ niệm và cũng là một cái để mình mà cũng cố gắng học tập và tích lũy những cái kinh nghiệm thực tế. Ông Trung chia sẻ, cũng có thể từ chính những kỷ niệm này lại càng làm ông thêm gắn bó với bà con nông dân, với lĩnh vực mà ông đang theo đuổi. Với ông, nguồn động lực lớn nhất giữ ông lại với nghề chính là niềm vui, là nụ cười của bà con sau mỗi vụ mùa bội thu. Khi những cố gắng của ông nói riêng và toàn thể hệ thống khuyến nông địa phương được bà con ghi nhận. Cảm xúc của anh em khuyến nông và cũng như chúng tôi đấy, thì một cái cảm xúc là thấy là khi bà con được mùa mà được giá thì bà con phấn khởi, mà chúng tôi cũng phấn khởi là trong cả một quá trình phụ trách cũng là cả quá trình của bà con nông dân mà thấy như thế là phấn khởi lắm, vui lắm. Ông Trung tâm sự, thời trẻ đi cơ sở nhiều, đội nắng phơi sương không ít, ấy vậy mà còn ít nỗi lo hơn bây giờ rất nhiều. Giờ đây là lãnh đạo của trạm khuyến nông, ngoài nỗi lo mùa vụ cho bà con, ông còn phải nghĩ cách nào, làm sao động viên tinh thần anh em khuyến nông viên kịp thời. Rồi thì vấn đề thiếu hụt nguồn lao động trẻ làm nông. Ông nửa đùa nửa thật rằng, lo thì lo thật, nhưng cũng chẳng biết phải làm cách nào khác ngoài chia sẻ, đồng cảm cùng anh em. Bởi đây, âu cũng là những vấn đề lớn của ngành nông nghiệp. Và với cái vai trò làm trạm trưởng thì cũng xuất phát từ làm khuyến nông viên, thì mình cũng đã hiểu được những cái khó khăn, rồi những cái vất vả và những cái tâm tư suy nghĩ của một cán bộ khuyến nông phụ trách chỉ đạo sản xuất ở địa phương, cũng là một cái mà thuận lợi cho tôi trong cái công tác quản lý cán bộ khuyến nông trong trạm. Và khi mình đã hiểu được những cái khó khăn cũng như cái vất vả của anh em thì và chia sẻ và đồng cảm những cái khó khăn đó, vừa là người lãnh đạo và cũng là người vừa là người anh đấy, cùng với lại anh em đấy là vẫn là bám sát cơ sở. Đồng chí Trung thì nói chung thì khi mà ở dưới cơ sở có gì khó khăn vất vả thì chúng tôi cũng báo cáo lại chỗ đồng chí Trung trạm trưởng, đồng chí cũng chia sẻ và động viên anh em chúng tôi cố gắng trên cái tinh thần thôi, thì dù đồng lương nó có thấp nhưng mà chúng ta nhiệt huyết với lại các bà con nông dân, đấy là một cái mà coi bà con nông dân người ta cũng rất quý, người ta cũng cảm ơn coi như là cái tinh thần của khuyến nông. Anh Trung thì là một người trạm trưởng, là một lãnh đạo rất là tâm huyết với lại công tác khuyến nông. Anh thì luôn truyền lửa, truyền cảm hứng cho anh em, luôn đôn đốc cũng như là khuyến khích anh em, tất cả anh em đều cũng phát huy được những cái thế mạnh của mình tùy từng lĩnh vực. Ông Trung phấn khởi chia sẻ, năm vừa qua mùa màng tươi tốt, lúa gạo giá cao, bà con ai ai đều vui mừng phấn khởi. Thế nhưng thời tiết vẫn còn khó lường, thị trường khó đoán. Ông nói vui, hân hoan xuân mới không quên nhiệm vụ. Các cán bộ khuyến nông và bà con nông dân cũng đã có những chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng vượt qua những thử thách, hướng về một vụ mùa bội thu sắp tới.